A Di Đà Phật. Đây, A Di Đà Phật. Sáng sớm mà mình thấy một cái Bồ Tát cua này nè. Chúng con thấy Bồ Tát này bò ra giữa nhà cả nhà. Ê, giữa đường luôn cả nhà. Rất là nhiệm màu là xe không có cán quý vị. Nay đầy đủ nhân viên thì quý vị niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc nha. Niệm Phật mệt thì bèn nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi khỏe rồi phải mau mau niệm Phật tiếp nha. A Di Đà Phật. Chúng con phóng sanh cũng không ngoài mục đích gì cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. 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 Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy pháp, chúng sanh quy tăng. Chúng sanh quy Phật bất đòi địa ngục, chúng sanh quy pháp bất đòi ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng bất đòi bàn sanh. Chúng sanh sở tạo chưa ác nghiệp, do vô thủy tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh dày sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây, cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, kính nguyện chư vị hãy hướng về tâm bảo quy Phật, quy pháp, quy tăng và phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ta bà là cõi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não, tham, sân, si và phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bồ Tát này nằm giữa đường, bò qua bò lại. Mai mà xe buýt không có cán. Nay đầy đủ nhân viên thì quý vị gắng niệm Phật cầu về cực lạc, làm Phật làm Bồ Tát nha. Quay lại ta bà cứu độ chúng sanh nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sanh này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát này có lẽ là mệt rồi đó cả nhà. Đây, ở đây nằm bên dưới đây một cái lớp lá rất là mát. Ở dưới đây nó có một cái dòng sông. Đây con Bồ Tát cua à, ngài đừng có bò lên bờ, lên bờ ta sẽ bị người ta giẫm đạp. Ngài hãy xuống dòng sông, ngài tắm cho mát nha. A Di Đà Phật. Đây, rất là dễ thương cả nhà. Nhưng mà có điều phải cẩn thận. À, thích chui vô lớp lá mát hả? Không được, ở đây người ta vẫn là cái đường người ta đi tới lui rất là nguy hiểm. Đây. À, chứ gì Bồ Tát nên xuống dưới sông luôn, ở cho nó an toàn. A Di Đà Phật. Này cả nhà, mình cả nhà thấy Bồ Tát này cũng còn rất may mắn vì bò một cái đường lộ rất là lớn, nhưng mà không có bị xe cán. Phật Bồ Tát tâm bảo gia hộ cho quý vị. Đây, A Di Đà Phật. Rồi, ở phía trước có một cái dòng sông rất là lớn, cả nhà có thể đến đó. À gì đó thôi. Đây, một dòng sông nước đẹp rất là lớn rộng. Đây, mọi người có đến đây mà để tu học pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc nha. Đây, xuống dưới đi nha, để an toàn nha. À gì đó Phật. Rồi, xuống dưới đó đi. À gì đó Phật. Rồi, đó là an toàn rồi đó. Rồi đó, niệm Phật đi. À gì đó Phật. Mục đích của đời người chúng ta đến cõi ta bà này là để hiếu dưỡng cha mẹ và giáo dưỡng trẻ thơ, làm gương tốt cho mọi người. Chúng con cũng là những phàm phu sinh tử tội ác, thành ra chúng con không biết nói gì hơn là xin thành tâm sám hối tất cả những người chúng con đã gây ra họ phiền não, quan gia chế trụ trong vô lượng kiếp. Chúng con niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc, chỉ hy vọng rằng Phật A Di Đà cho biết trước ngày giờ giảng sanh, mọi chuyện đã có Phật Bồ Tát an bài sắp xếp. Chúng con cứ toàn tâm toàn ý sống vì cộng đồng, vì xã hội, vì quốc gia mà dân tộc mà lo nghĩ. A Di Đà Phật. Thôi không làm phiền cả nhà nữa, mọi người tiếp tục niệm Phật đi nha, tiếp tục chăm sóc ông bà cha mẹ và con cái và gia đình, cũng như làm lợi ích qua giới quốc gia dân tộc, làm gương tốt cho mọi người, truyền cảm hứng yêu thương, lan tỏa khắp giá trị cộng đồng. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sanh này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.